Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khổng Tú Quỳnh lên tiếng khi lộ bằng chứng đang hẹn hò với Chí Thiện. Khổng Tú Quỳnh và Chí Thiện đều từng là thần tượng tuổi teen của thế hệ 8X, 9X. Đến nay dẫu thời kỳ hoàng kim đã qua, nhưng tên tuổi của mỗi người vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Màn hội ngộ gần đây của cả hai còn khiến nhiều người nghi ngờ rằng có vấn đề. Khổng Tú Quỳnh trông vô cùng rạng rỡ và xứng đôi khi bên cạnh Chí Thiện. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy Chí Thiện liên tục đăng nhiều khoảnh khắc bên bé dâu. Không những thế, anh chàng còn luôn đính kèm những câu thả thính như thanh niên ra đồng, có ai muốn lấy làm chồng. Cả hai nghe và ngồi sát rạc bên nhau để cười nói trong tình cảm, cả không biết để đâu cho hết. Cả hai bất ngờ gắn bó với nhau thời gian gần đây khiến khán giả hoài nghi. Cũng chính vì ẩn ý như thế mà fan ra sức đẩy thuyền cho cặp đôi này. Đều là những chàng trai, cô gái độc thân, không có lý do gì để ngăn cản mối quan hệ này phát triển hơn nữa. Đẩy thuyền cặp đôi này nhé, mong anh sẽ bù đắp tất cả cho chị Quỳnh ạ. Xứng đôi quá, chuyện luôn hai bạn ơi. Về với nhau luôn cho fan mừng là những bình luận được để lại bên dưới bài đăng của Hoàng Tử Lai. Fan phấn khích khi thấy cả hai gần gũi với nhau như thế này. Được biết, việc cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau là vì tham gia chung bộ phim Dâu Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng sẽ lên sóng dịp Tết 2022 này. Lần đầu chứng kiến hai thần tượng năm nào lên duyên trên màn ảnh, khán giả không khỏi phấn khích. Trong phim, Khổng Tú Quỳnh hóa dâu hổ với vai Thúy Vi, có xuất thân là trẻ mồ côi nên cô phải tự lập sớm, luôn làm mọi thứ để kiếm tiền. Tấn Lộc là nam chính đã ký hợp đồng tình yêu với nữ chính để không bị ép cưới, phát hiện ra con dâu của mình tuổi dần dưới nhóc phát hiện ra con dâu của mình tuổi dần dưới góc nhìn mê tín của nhà trai, mọi rắc rối đầu diễn ra. Mùa Tết năm nay chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đôi đẹp vừa lạ vừa quen. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Khổng Tú Quỳnh để nói về chuyện phim giả tình thật này. Cô nàng cười lớn khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp. Những hình ảnh chung vô cùng trong sáng. Mặc dù vậy, rất nhiều người hâm mộ vẫn bướng bỉnh muốn đẩy thuyền ra khơi. Và nếu có thể trở thành sự thật thì đây đúng là tin vui của showbiz. Khổng Tú Quỳnh phủ nhận chuyện có tình cảm yêu đương với Hoàng Tử Lai Chí Thiện. Cô nàng vẫn giữ vững trạng thái độc thân suốt vài năm gần đây. Việc Khổng Tú Quỳnh và Chí Thiện sánh đôi ở dự án này được cho là vô cùng đáng trông đợi trong dịp đầu năm Tết đến. Cùng chờ đợi và theo dõi những tập phim đầu sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới nhé. Tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.